Hi, hey, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Cố vấn pháp, pháp lý Official, kênh chia sẻ kiến thức pháp luật dành cho mọi người. Thì trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau một số quy định liên quan tới những loại giấy tờ bắt buộc phải mang theo khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích thì hãy để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Thì khi tham gia giao thông người điều khiển phương tiện cần phải mang theo những loại giấy tờ gì? Nếu không mang theo hay không có giấy tờ C, khi tham gia giao thông thì sẽ bị phạt bao nhiêu tiền? Căn cứ quy định tại thông tư số 32 năm 2023 của Bộ Công an, thì người lái xe khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông phải mang theo các loại giấy tờ sau đây. Thứ nhất là giấy phép lái xe. Thứ hai là chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ và chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng. Thứ ba là giấy đăng ký xe hoặc bản sao chứng thực giấy đăng ký xe kèm theo bản gốc giấy biên nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực trong thời gian tổ chức tín dụng giữ bản chính giấy đăng ký xe. Thứ tư là giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định đối với loại phương tiện giao thông có quy định phải kiểm định. Thứ năm là giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và giấy tờ cần thiết khác có liên quan theo quy định. Cảnh sát giao thông thực hiện kiểm tra các loại giấy tờ quy định nêu trên, đồng thời trong từng tình huống cụ thể để phục vụ công tác kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông. Cảnh sát giao thông thực hiện kiểm tra các loại giấy tờ liên quan đến an toàn trong hoạt động vận tải, giấy tờ tùy thân của người lái xe. Nếu không có hoặc không mang theo một trong các loại giấy tờ nêu trên đều bị xử phạt theo quy định tại Nghị định số 100 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, cụ thể như sau. Thứ nhất, đối với trường hợp không có hoặc không mang giấy đăng ký xe hay cà vẹt xe, người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô không có giấy đăng ký xe sẽ bị phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Ngoài ra còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng, bị tạm giữ phương tiện đến 7 ngày trước khi ra quyết định xử phạt. Trường hợp nếu không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của phương tiện, không có giấy tờ, chứng từ chuyển quyền sở hữu xe hoặc giấy tờ chứng từ nguồn gốc xe hợp pháp thì sẽ bị tịch thu phương tiện. Người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô không mang theo giấy đăng ký xe sẽ bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng. Người điều khiển xe mô tô, xe máy không có giấy đăng ký xe sẽ bị phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng. Ngoài ra còn bị tạm giữ phương tiện đến 7 ngày trước khi ra quyết định xử phạt. Nếu không có giấy tờ chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của phương tiện, cụ thể là không có giấy tờ chứng từ chuyển quyền sở hữu xe hoặc giấy tờ chứng từ nguồn gốc xe ở Pháp thì bị tịch thu phương tiện. Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không mang theo giấy đăng ký xe sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Thứ hai, đối với trường hợp không có hoặc không mang giấy phép lái xe hay bằng lái xe, người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô không có giấy phép lái xe sẽ bị phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, sẽ bị tạm giữ phương tiện đến 7 ngày trước khi ra quyết định xử phạt. Người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô không mang theo giấy phép lái xe sẽ bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng. Trừ trường hợp giấy phép lái xe quốc tế do các nước tham gia công ước về giao thông đường bộ năm 1968 cấp, trừ giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp nhưng không mang theo giấy phép lái xe quốc gia thì bị phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng, bị tạm giữ phương tiện đến 7 ngày trước khi ra quyết định xử phạt. Người điều khiển xe mô tô xe gắn máy hai bánh có dung tích xi lanh dưới 175 cm khối và các loại xe tương tự xe mô tô không có giấy phép lái xe sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu 200.000 đồng bị tạm giữ phương tiện đến 7 ngày trước khi ra quyết định xử phạt người điều khiển xe mô tô xe máy hai bánh có dung tích xi lanh từ 175 cm khối trở lên xe mô tô ba bánh không có giấy phép lái xe sẽ bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 4 triệu đồng bị tạm giữ phương tiện đến 7 ngày trước khi ra quyết định xử phạt. Người điều khiển xe mô tô, xe máy không mang theo giấy phép lái xe sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Người điều khiển xe máy chuyên dùng không có bằng hệ chứng chỉ điều khiển, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ sẽ bị phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng. Người điều khiển xe máy chuyên dùng không mang theo bằng hoặc chứng chỉ điều khiển, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Thứ ba, đối với trường hợp không có hoặc không mang giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, người điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô không có hoặc không mang theo giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, còn hiệu lực sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không có hoặc không mang theo giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Thứ tư, đối với trường hợp không có hoặc không mang giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Người điều khiển xe ô tô không có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với loại xe có quy định phải kiểm định trừ xe đăng ký tạm thời hoặc có nhưng đã hết hạn sử dụng từ một tháng trở lên, kể cả remote và semi remote sẽ bị phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Người điều khiển xe ô tô không mang giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường sẽ bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng. Người điều khiển xe máy kéo không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với loại xe quy định phải kiểm định trừ xe đăng ký tạm thời hay có nhưng đã hết hạn sử dụng từ 1 tháng trở lên, kể cả remote, thì sẽ bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng và bị tạm giữ phương tiện đến 7 ngày trước khi ra quyết định xử phạt. Người điều khiển xe máy kéo không mang giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với loại xe có quy định phải kiểm định sẽ bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng. Như vậy là kênh vừa trao đổi xong với mọi người các quy định liên quan tới những loại giấy tờ bắt buộc phải mang theo khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích thì để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và nếu như mà mọi người có những thắc mắc liên quan tới vấn đề này hoặc những vấn đề pháp lý khác thì có thể để lại câu hỏi ngay bên dưới phần bình luận để trao đổi trực tiếp với kênh nhé.